Xin chào tất cả anh em đã đến với Free Fire, nhưng tôi chơi ở bản đồ Minecraft. Ok, thì hiện tại đây là bản đồ... là bản đồ gì tôi quên luôn rồi. Như mọi người có thể thấy, cây cối cành lá sum xê bây giờ đã biến thành đồ họa yếu nhất. FF hiện tại tôi không bật lên 60. Đồ họa bị giảm. Cái này, cái phiên bản này chỉ có giảm đồ họa ở cái map này thôi nha anh em. Tôi lấy từ một channel 90k sub nha anh em, tận 90k sub, nên đây là một cái file khá là uy tín, nhất là dễ bị bay ạt từ 3 đến 7 ngày, đôi khi còn có thể lên tới vĩnh viễn. Cái này tôi cũng không biết, tại ad này là ad của tôi, ad bot không phải ad chính thức, nên tôi chơi cũng không lo lắng lắm. Đây là đồ họa Minecraft được feedback bởi một youtuber nước ngoài, và tôi là Giao Du đang trải nghiệm nó một cách gọi là hết sức free. Thì cái phiên bản này nó sẽ giảm đồ họa ở riêng map này thôi nha, cái map tôi đang chơi nhé. Còn lại thì cái map khác thì tôi không biết, map đầu quân sự thì không có. Giờ tôi sẽ phóng xe lượn vòng vòng kiếm cái view nào đó chụp ảnh. Tôi đứng ở đây và bắn boss một thời gian rất là lâu. Vài con boss có khiến người thay đổi, có khiến bờ môi ấm êm hay chỉ còn là con boss thôi. Vài con boss có khiến cho file này đỡ lắc, có khiến đồ họa Minecraft trở thành đồ họa ngon hơn. Và em nói nên cho ok, let's go. Hướng dẫn tất cả các bạn chuẩn bị xem kỹ clip. Bây giờ từ nay mình sẽ hướng dẫn ở đằng sau, không có hướng dẫn đằng trước nữa, tại hướng dẫn đằng trước mọi người có xem đâu. Và đây là kênh YouTube đấy, đó là YagiFifi. Ok, và cái file đầu tiên mình lấy là file này. Cái này nó sẽ giảm đồ họa ở map này nha anh em. Ở cái map này là map cổng trời đúng không? File thì tôi nhớ không sai là để dưới đây đó, anh em bấm vào file này, chọn gì đó. Nói chung anh em mấy cái này anh em phải tự ngồi chờ đợi một hồi lâu thì nó cho very hard human. Sau khi nó yes xong thì nó sẽ cho chúng ta đến một nơi nào đó. Ở đây chúng ta sẽ chờ đợi hay gì. Mấy cái file vào nước ngoài này phải bấm vào cái này nhé. Đấy, mọi người bấm vào cái đó nha. Ok, bấm vào cái đó mình mọi người sẽ đợi để lấy link. Mọi người cứ làm sao lấy được, tải được cái link về là được rồi. Bây giờ tôi sẽ tải lại sao? Thật là mệt mỏi quá mà. Mọi người bấm get link, sau khi nó xong link ô lâu thế nhỉ. Nó vẫn đang open link là cái gì? Đây. Sau đó mọi người tải về cái link này cho mình. Bạn có muốn tải lại, mọi người sẽ tải xuống cái này cho mình tải sẵn rồi nha. Hiện tại sau đó mọi người dùng cái phần mềm ZArchiver này nha. Mọi người vào mục Android. Này mọi người về tính được Android nha. Android data. Xóa cái này đi cho mình hoặc là cắt đi. Cắt xong mọi người để ở một cái mục nào đó, ví dụ mục này. Cái cách này là để làm gì á, thì cái cách này là để chúng ta phòng hờ. Tôi sẽ cho nó vào trong đây. Đó, mọi người sẽ để cái file này vào trong đây. Sau đó mọi người sẽ lấy cái file của cái mình tải dán vào trong cái kia. Chẳng may nó có bị lỗi đồ họa thì mọi người xóa luôn cái này, xong rồi mọi người vào trong cái mục này, lấy lại cái này, copy lại dán vào trong cái kia, coi như đồ họa nó sẽ reset lại như cũ. Đây là cách phòng hờ thôi. Mọi người xem kỹ thì mọi người biết, còn không xem kỹ thì mọi người có thể xóa free file và tải lại thôi. Thì phải chỉnh lại setting, cách cửa rồi lưa thôi. Tôi làm xong hết rồi. Thì sau khi mọi người tải thì nó sẽ có cái file này. Mọi người bấm vào nha, bấm vào thôi, đừng có giữ im, bấm vào này, giải nén tại đây thì nó xuất hiện ra cái này. Cái này mọi người copy cái này nè. Đấy, xong mọi người vào Android data, mọi người dán vào đây là nó sẽ xong, là nó hoàn thành rồi đấy. Ok, sau khi xong thì mọi người vô chơi thôi. Nếu mà bị lỗi đồ họa mọi người xóa cái này đi. Đấy, xóa đi. Xong mọi người về cái mục mình nãy, mọi người để cái file kia, mọi người copy lại cái file đó dán vào là coi như đồ họa nó reset lại. Chúc các bạn làm thành công nha. Bye bye anh em.